Rơi và hắn ngồi xích cho ta cầm cho những cái xe đồ của mình thì đang ngập buổi trưa nha mọi người. Thì buổi trưa thì mình cũng làm video các bạn xem luôn, thì mình đang mặc bộ áo thì mệt quá cởi ra chút, thì chỉ còn cái ngập số 7 nữa là cái xe sẽ mất. Thì các bạn thì biết tại sao không? Do mình làm cái này nên bọn mình làm vé xe bị hư, nên chỉ còn thí nghiệm số 7 nữa là bọn mình sẽ không làm về vé xe nữa nha. Đúng rồi. Thì các bạn thấy cái video được chưa, được tải lên là cái review cái đầu của xe á, thì nó chưa được đăng lên nha. Thì rất là buồn luôn, bé xe không còn nữa. Thì do là mình làm rất là tức luôn, thì hôm nay mình sẽ review về áo khoác của mình và hai nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ review về cái đầu của hai. Ok, bắt đầu nha mọi người. Đây mọi người, đây là áo khoác đầu tiên của mình. Thì áo khoác đó mình rất là thích luôn. Thì đây là cái áo thứ hai. Đó là cái áo khoác của tôi mà. Áo thứ ba. Đây là áo của hai. Hai áo thì cực kỳ là nhiều hơn áo khác. Thì trong nhà mình cũng có, ba mẹ cũng có. Nghĩ sao hai có nguyên một con áo đỏ vậy? Thì đây là của mình nha. Ok, đây là của mình. Người không ai chỉ có một bộ đồ. Ồ, hay rồi. Ok, đây nha. Thì video đã kết tại đây. Xin mời các bạn qua video khác của mình coi, để cho vui thì đã mất rồi nha.